xin chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel đầu tiên của Audio. Giáng sinh cũng sắp tới và là Tết cũng sắp tới rồi. Không biết mọi người chúng ta đã tìm và lựa chọn cho mình một bộ dàn karaoke để chúng ta thư giãn trong cái dịp Giáng sinh và dịp Tết hay chưa? Thì mọi người chúng ta có thể là ghé showroom Thiên Vũ hoặc là vào trang web của Thiên Vũ để chúng ta xem, rồi chúng ta ghé showroom để chúng ta trải nghiệm và tìm cho mình những bộ dàn phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, để chúng ta đón một mùa Giáng sinh và đón một dịp Tết vui vẻ bên gia đình. Thì luôn tiện clip hôm nay thì mình cũng muốn là giới thiệu với mọi người thì là đây là bốn bộ dàn mà khách hàng đã đặt cọc rồi, và bốn bộ dàn là mình sẽ lắp đặt trong ngày mai. Thì để mà thật hơn thì mình sẽ đi lắp từng bộ dàn và mình sẽ quay từng bộ dàn chi tiết từng bộ dàn, thì mọi người chúng ta có thể theo dõi để chúng ta xác nhận ha. Rồi thì đây là một bộ dàn mà anh Đỗ Viết Hùng hả? À, đúng rồi, anh Đỗ Viết Hùng ở Hóc Môn. Thì bộ dàn này đâu đó là 102 triệu. Thì combo này thì mình sẽ ghép với một cặp đó là L1 và R8 đây mọi người. Thì dòng này chắc là mọi người chúng ta những người đã theo dõi kênh YouTube thì đã thấy là Thiên Vũ rap nhưng combo đã rất là nhiều rồi. Và kèm theo đó thì mình sẽ ghép với là một chiếc mixer T4S Tone Mat và một cặp mix Ro là VM300. Kèm theo đó thì mình sẽ đi cùng với một quản lý nguồn của Navision Audio. Thì đây là một thương hiệu tới từ Việt Nam mọi người ha, cái quản lý nguồn này này. Rồi thì vào tiết mục thứ hai thì đây bộ, đây là bộ thứ hai. Bộ này thì mình sẽ ráp cho anh Tuấn ở quận 8. Thì bộ này rớt vào giá đâu đó là 80 triệu 110 gì đó đó. Thì bộ combo này thì mình sẽ ghép là một cặp loa của hạt Man. Cặp này mà của nó là loa JBL KBS1. Thì với căn phòng phù hợp này kia này thì mình đã khảo sát rồi và mình cũng đã tính rồi, cho nên là mình sẽ xác định là sẽ phối cặp này cho anh là phù hợp với cái căn phòng của anh. Thì bộ này có kèm thêm đó là một cặp sub của MS3, nhưng mà hiện tại bây giờ showroom hơi chật quá rồi, cho nên mình sẽ không bỏ cái chiếc sub vào đây. Mai đi ráp thì mình sẽ cho lên xe luôn. Và kèm theo đó thì mình sẽ ráp một cái main power ground XLI 1500 và mic của VM300 luôn. Và cặp này thì mình sẽ phối với nó là vang số của Misao B9000S mọi người ha, và cùng là quản lý nguồn của Navision. Và tiếp đến là bộ thứ ba, thì bộ này thì mình sẽ ráp cho một để mình xem là ráp nhiều quá mình quên mọi người ạ. Bộ này thì mình vấn đề của bộ này thì mình phải giấu tên khách hàng, cho nên là không có thể nói rõ được, thì đâu đó là công ty cổ phần phát triển đó mọi người. Thì bộ này là mình sẽ phối ghép là một cặp, để mình xem rõ lại thông số để mình đọc cho mọi người ha. Cặp này thì mình sẽ phối ghép đó là một cặp loa Calib KI272B, và kèm theo đó thì mình sẽ combo luôn, thì mình sẽ phối ghép một kit sub Calib KI115B đó. Thì cặp này thì mình sẽ phối ghép với đó là Micro của Navision mọi người. Không biết là chúng ta đã nắm rõ về thông tin của cái sản phẩm này chưa. Đây là một thương hiệu tới từ Việt Nam. Thì có hay hay không thì mình cũng chả dám nói đâu mọi người. Mình để mọi người chúng ta tự nghe, tự đánh giá, thì đó nó sẽ chân thật hơn. Còn mình nói thì chắc chắn là mọi người sẽ tin được phần nào thôi. Đó, cho nên mình sẽ không nói. Mình mong mọi người chúng ta sẽ ghé để trải nghiệm cái cặp mic của Việt Nam nó như thế nào mọi người ha. Cặp này giá đâu đó là cũng sắp xỉ gần 10 triệu một cặp mic cho mọi người. Và cái 180 thì mọi người cũng không lạ gì dòng sản phẩm này nữa. Kèm theo đó là một quản lý nguồn của Navision. Bộ này thì mình sẽ đi với main gì đây? Thì cái bộ clip đó thì mình sẽ phối ghép với lại một chiếc main của Waterdale DB4035. Thì cái này là nó là dòng 4 kênh mọi người ha. Thì những để mà chi tiết về những sản phẩm đó thì mình sẽ có những clip riêng lẻ cho những từng sản phẩm để mọi người chúng ta tìm hiểu và rõ thêm. Rồi ok, thì tiếp đến đó là một dòng sản phẩm gọi là rất là lạ và mới về Thiên Vũ, và Thiên Vũ cũng đã test qua và đã coi như đã qua lò kiểm chứng này mọi người ha. Thì hôm nay mình mới quyết định là bán cho khách hàng, và đây là một khách hàng cũng rất có tên tuổi ở trong nước.
À, đây là chị khách, là chị có tên là chị Khánh Thi. Thì khi nào đi rap xong bộ dàn này thì mình sẽ quay clip thực tế để mọi người biết người nổi tiếng này là ai mọi người ha. Thì bộ này, combo này nằm đâu đó là 134 triệu. Đó. Thì đây mọi người, cặp loa này hôm bữa mình cũng đã có khui thùng rồi, và quên khui ruột rồi. Mọi người chúng ta đã thấy ruột dự án của nó này kia rồi, ok ha. Thì cặp loa này mạ của nó là Cyber A6 Plus. Thì cặp loa này cái giá của nó, riêng của cặp loa này giá đâu đó là 60 triệu mọi người. Đó. Thì cặp này mình sẽ phối ghép với lại một chiếc main là XLI 2500. Đó. Đó thì cặp này, mình bộ này nó có giá rất là cao đó mọi người, có giá là 134 triệu, nhưng mình cũng sẽ phối ghép với lại micro của Navision mọi người ha, một thương hiệu tới từ Việt Nam, để mọi người chúng ta nghe và chúng ta trải nghiệm. Thì thực chất là chị khi chị khách đi qua đây, chị có hát thử các giọng mic khác rồi, nhưng khi chị test thử cái cặp mic Navision Audio này thì chị rất ưng ý, chị thấy rất là ok. Thì thực chất nói với chị là đây là hàng Việt Nam đó chị, mà chị không tin mọi người ạ. Nhưng thực chất hàng Việt Nam mình nó cũng ok lắm mọi người. Rồi. Thì kèm theo đó thì mình sẽ phối ghép với lại một chiếc vang số là cái 80 mọi người ha. Đó. Thì bộ này thì chắc chắn là mình phải quay rồi, tại vì đây là một người rất nổi tiếng, nên mình chắc chắn mình sẽ làm clip để mọi người chúng ta, để một người nổi tiếng như vậy đánh giá thử xem là chất âm của một chiếc, một cặp mic của Việt Nam như thế nào, và đánh giá thử là cái cặp loa Shepard mới về Việt Nam này nó như thế nào. Đó. Rồi ok mọi người, thì mình cùng chị là giới thiệu sơ qua thôi. Còn khi nào ngày mai đi rap thì mình sẽ có một bạn quay, và quay trực tiếp, quay chi tiết từng phần từng bộ dàn, để mọi người chúng ta được thấy và được trải nghiệm, và nói chung là thực tế hơn. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Thì một lần nữa thì cũng thay lời cho Thiên Vũ, chúc tất cả mọi người chúng ta trong một mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và bình an bên gia đình. Xin chào mọi người.